chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đặt tên lửa ở châu Á, Mỹ câu tận vào Bắc Kinh. Mỹ sẽ nói chuyện với các đồng minh ở châu Á về việc triển khai tên lửa tầm trung hiện đang được phát triển để chống lại mối đe dọa tức thời từ kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, theo tờ báo Nike Asia Review chia sẻ. Ông Marshall Pillen, nhà đàm phán kiểm soát vũ khí hàng đầu của Washington, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Sáu với trưởng hãng truyền thông Nike Asia Review nói, Washington muốn tham gia đàm phán với bạn bè và đồng minh của chúng tôi ở châu Á về mối đe dọa trước mắt và sự tích tụ hạt nhân của Trung Quốc gây ra, không chỉ với Hoa Kỳ mà còn với họ, với đủ loại khả năng phòng vệ mà chúng ta sẽ cần để bảo vệ liên minh trong tương lai. Đây là hình ảnh Mỹ phóng thử thành công tên lửa quy ước tầm trung từ đảo San Nicolas ở California. Cụ thể, ông Billing nói đến một tên lửa tầm trung phi hạt nhân phóng từ mặt đất đang được phát triển ở Hoa Kỳ. Công việc bắt đầu vào tháng 8 năm 2019, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga, vốn cấm các loại vũ khí này. Ông Billing cho biết loại vũ khí này chính là khả năng phòng thủ mà các quốc gia như Nhật Bản sẽ muốn và cần trong tương lai. Tên lửa loại mới này được cho là có tầm bắn tới 1.000 km. Khoảng cách này không đủ xa để tiếp cận Trung Quốc ngay từ đảo Guam, có nghĩa là nó sẽ cần được triển khai từ châu Á như một biện pháp đối phó hiệu quả đối với Trung Quốc. Billing cũng cho biết nhiều nhánh của quân đội Mỹ đang phát triển vũ khí siêu thanh. Những vũ khí này di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh trở lên và gây ra vấn đề cho các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống, có khả năng chống lại chiến lược chống tiếp cận của Bắc Kinh, nhằm ngăn chặn lực lượng của Mỹ thể hiện sức mạnh ở các vùng biển xung quanh Trung Quốc. Vũ khí siêu thanh có khả năng phòng thủ rất ổn định ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ đảm bảo rằng đồng minh, bạn bè và đối tác của chúng ta được bảo vệ và rằng Trung Quốc không thể tham gia vào các vụ tống tiền quân sự khi họ cố vẽ lại ranh giới và quyền hạn. Ông Billing đã được tờ báo Nike Asia Review trích lời đã nói như vậy. Và được hỏi về cuộc thảo luận của chính phủ Nhật Bản về việc phát triển khả năng phản công các căn cứ tên lửa của đối phương như một giải pháp thay thế cho lá chắn tên lửa Arkis đã tạm thời bị dừng, Billing nói những khả năng đó sẽ có giá trị. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Tokyo không nên bỏ qua việc phòng thủ tên lửa thông thường. Ông nói tiếp, khả năng phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo sắp tới có thể rất quan trọng. Và bên cạnh đó, Mỹ cũng liên tục tấn công Trung Quốc kể vào mặt kinh tế ngày càng dữ dội hơn. Đó là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét gây áp lực lên các công ty của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tỷ phú Jack Ma của Chủ tịch tập đoàn Alibaba sau cuộc gặp tại tháp Trump ở New York, Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 1 năm 2017. Trong cuộc gặp này, ông Jack Ma hứa sẽ mang lại 1 triệu việc làm cho nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 15 tháng 8 cho biết ông có thể áp lực lên các công ty khác của Trung Quốc như Alibaba sau khi có bước đi cấm TikTok, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo rằng liệu ông có cân nhắc cấm các công ty nào khác của Trung Quốc như Alibaba hay không, Tổng thống Mỹ Donald trả lời như sau, có, chúng tôi đang xem xét những thứ khác. Ông Trump đã và đang gây áp lực lên các công ty của Trung Quốc như ByteDance khi tuyên bố cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok của hãng này ở Hoa Kỳ. Mỹ hôm 14 tháng 8 cũng đã yêu cầu công ty ByteDance bán hoạt động của TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày. Theo hãng truyền thông Reuters, đây là nỗ lực mới nhất nhằm gây thêm áp lực vì quan ngại về dữ liệu thông tin cá nhân, đặc biệt đối với những công dân Mỹ. Hãng tin Anh nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc thay đổi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong các chủ đề trọng tâm trong kỳ nắm quyền của mình. Ông Trump nói ứng dụng WeChat của Tencent Holding và ứng dụng TikTok của ByteDance là những mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia. Lệnh hành pháp nói rằng Hoa Kỳ phải có hành động tích cực chống lại các chủ sở hữu của TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta. Tới nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Trung Quốc và cũng đồng thời ca ngợi việc chính quyền Bắc Kinh mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ theo thỏa thuận thương mại đạt được vào cuối năm ngoái. Và Trung Quốc cũng phản ứng lại bằng cách triển khai các tàu chiến vào Anh Tạc Cơ ra Trường Sa. Đây là hình ảnh máy bay ném bom chiến lược CNH-6G tham gia tập trận trên Biển Đông, ảnh của hãng truyền thông Xinhua Trung Quốc chia sẻ. Trung Quốc đã triển khai tàu chiến và máy bay ném bom tới các căn cứ mà họ chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết trong hành động phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Bắc Kinh ở trên Biển Đông.
Trang mạng America Military nói máy bay ném bom H-6G và H-6Z của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PLA, thực tập cất cánh vào ban đêm và tiếp liệu trên không. Nhưng các chuyên gia nhận định rằng mục đích của cuộc diễn tập này là để kiểm tra sức dẻo dai chịu đựng của các phi công trong những chuyến bay nhiều giờ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận các cuộc diễn tập hồi gần đây với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông và nói rằng đây là một hoạt động huấn luyện thường lệ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu. Nhưng bản tin của PN News lưu ý rằng động thái này đang diễn ra trước cuộc tập trận Rim Park là vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo và có sự tham gia của nhiều nước trong khu vực. Các nước tham gia cuộc tập trận Rim Park vào năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, gồm có Việt Nam, Úc, Brunei, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trung Quốc diễn tập tấn công tàu sân bay Mỹ cũng là điều đang được chú ý. Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có khả năng mang phi đạn chống hạm. Ông Colin Cohn, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế ở Singapore, nói với tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng các oanh tạc cơ này có thể huấn luyện để ứng phó trong nhiều tình huống, kể cả tấn công các nhóm tàu tác chiến sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng cho biết các chiến đấu cơ hiện đại của họ thuộc quân khu miền Nam đã bay tới căn cứ đảo Subi vào tuần trước. Và một tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động diễn tập ở miền Đông có tranh chấp vào ngày thứ Sáu, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí như vậy. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan và đằng xa là tàu sân bay USS Nimitz trong một kỳ tập trận ở Biển Đông diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Một nhóm tàu tấn công do tàu USS Ronald Reagan dẫn đầu đã tiến hành các hoạt động bay, các hoạt động ổn định hàng hải và cuộc tập trận, thông cáo cho biết như vậy. Và Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết là nhóm tàu tác chiến sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông vào hôm 14 tháng 8 năm 2020 và bắt đầu tiến hành tập trận theo nhiều nội dung khác nhau. Và cũng như thường lệ, tháp tùng hàng không mẫu hạm Ronald Reagan là tuần dương hạm USS Antietam cùng hai tàu khu trục hạm USS Mustang và USS Dafoe và đoàn hàng không mẫu hạm số 5. Tích hợp với các đối tác chung của chúng tôi là điều thiết yếu để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng và tính sát thương của lực lượng chung, cũng như duy trì một vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Junior Franken, sĩ quan đặc trách hoạt động không quân của lực lượng đặc nhiệm 70 trên tàu sân bay USS Ronald Reagan, được dẫn lời. Thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện là mới đây, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đã tập trận phối hợp với các oanh tạc cơ B-1 của Không quân Mỹ đặt căn cứ trên đảo Guam. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 7 đến nay, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Ronald Reagan được phái đến hoạt động ở Biển Đông. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 năm 2020 vừa qua, lần đầu tiên từ năm 2014, Mỹ đã cho hai nhóm tàu sân bay tiến vào tập trận trên Biển Đông. Đó là nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Và việc Mỹ điều hai nhóm tàu tác chiến sân bay vào Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cho rầm rộ tập trận gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cũng qua trung tuần tháng 7 và hôm 17 tháng 7 năm 2020, hai nhóm tàu chiến trên sân bay nói trên lại phối hợp tập trận trước khi tách ra, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz xuống Ấn Độ Dương tập trận với Ấn Độ. Còn nhóm của chiếc Ronald Reagan thì ra biển Philippines tham gia một cuộc tập trận ba bên với Hải quân Úc, Nhật vào ngày 21 tháng 7. Và cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Washington thì liên tục chỉ trích Bắc Kinh về cách ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán mới và cáo buộc nước này đang lợi dụng đại dịch để thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và các nơi khác, đặc biệt chèn ép Việt Nam trên biển. Đây là hình ảnh quân đội Trung Quốc tham gia tập trận tại một bãi biển ở tỉnh Quảng Đông vào tháng 8 năm 2019, ảnh do quân đội Trung Quốc cung cấp. Mỹ lâu nay vẫn phản đối các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông và thường xuyên điều tàu chiến đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trung Quốc đã phản đối các cuộc diễn tập như vậy và nói rằng việc Mỹ bác bỏ tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu ổn định trong khu vực. Tờ Hoàn Cầu Thời báo vào hôm 12 tháng 8 năm 2020 đã tung ra lời đe dọa. Theo đó, quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch tập trận đổ bộ và trên biển trong những tuần qua và sẽ tiếp tục trong những tuần tới. Một trong những cuộc tập trận bắn đạn thật được dự trù tại vùng biển của quần đảo Chushan và tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc và vùng biển phía Bắc của đảo Đại Sơn trong 2 ngày 16-17 tháng 8 năm 2020.
Trung Quốc cũng phản ứng kịch bản Mỹ đánh chiếm tiền đồn trên đảo ở Biển Đông. Quân đội Mỹ cũng đang diễn tập cho một vai trò nguy hiểm nhưng có thể mang tính quyết định trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn Trung Quốc trên các hòn đảo nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông và trong đó có rất nhiều đảo của Việt Nam. Và việc chiếm giữ những tiền đồn này và những đường băng chiến lược trên đó có thể cho phép lực lượng Mỹ có thêm căn cứ mới để tấn công đáp trả Trung Quốc. Đây là hình ảnh lính dù của Mỹ diễn tập tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam vào hôm 30 tháng 6 năm 2020, ảnh do không quân Mỹ cung cấp. Cũng theo nhận định của cây bút David Axel trên trang Forbes, quân đội Mỹ có lẽ đã đầy đủ máy bay chiến đấu để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều họ thiếu là các căn cứ tại đó. Vì thế, theo chuyên gia này, Mỹ có thể mượn các căn cứ từ Trung Quốc bằng cách thả lính dù hoặc cho đổ bộ lính thủy đánh bộ lên chiếm đóng các tiền đồn của Trung Quốc. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cho xây dựng phi pháp các tàu sân bay cố định là những hòn đảo dưới dạng tiền đồn trên nhiều đảo, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một vài trong số tiền đồn này có đường băng khá lớn. Và các căn cứ quân sự trên đảo này cộng với các sân bay dọc theo bờ biển Đông Nam của Trung Quốc sẽ cho phép Trung Quốc phân tán máy bay chiến đấu. Và việc phân tán như thế cũng giúp Bắc Kinh bảo vệ các máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ. Ngược lại, máy bay Mỹ thường tập trung tại một số ít căn cứ thường trực. Căn cứ không quân ở Kanena ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản là nơi tập trung chính sức mạnh không quân chiến thuật của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương. Một khi có khủng hoảng xảy ra, căn cứ có thể chứa hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ khác. Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn của Trung Quốc trên các đảo nước này chiếm đóng trái phép trên Biển Đông. Bên cạnh đó, căn cứ không quân Andersen của Mỹ tại đảo Guam cách Biển Đông gần 2.800 km, thường tập trung máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 18 tháng 8 năm 2020 với bản tin Đặt tên lửa ở châu Á, Mỹ câu vào tận Bắc Kinh. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de